Thưa quý vị, những làng nghề cổ theo thời gian thì ngày càng mai một do không thể đứng vững trước những biến đổi của xã hội. Như làng cổ Sinh Dược ở tại xã Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình cũng không nằm ngoài phạm vi này. Tuy nhiên là một làng thuốc nam cổ có từ thời Lý, được truyền lại những bài thuốc nam cổ với những vị thuốc nam được hái từ những loại thảo dược trong vùng để phòng và trị nhiều loại bệnh, rất lành tính. Vâng, và qua một thời kỳ mai một thì làng cổ Sinh Dược đã dần tìm ra hướng đi của mình để duy trì và phát triển tinh hoa của làng cổ nghìn năm. Ông Phùng Gia Truyền năm nay đã 78 tuổi, ở thôn Sinh Dược. Gia đình ông làm nghề thuốc nam từ lâu đời và có tiếng trong vùng. Hàng ngày, ông Truyền vẫn miệt mài làm công việc của mình một cách tâm huyết và truyền nghề cho con cháu để giữ gìn nghề. Tôi muốn là thôi, nghề của cha ông muốn giữ lại cho các cháu biết để phục vụ gia đình, phục vụ nhân dân, ai cần thì mình được chỉ giúp dân nó đỡ phải đi xa. Sinh Dược là tên thôn cổ dưới chân núi Bái Đính. Tên Sinh Dược bắt nguồn từ truyền thuyết thiền sư danh y Nguyễn Minh Không đi tìm thuốc chữa bệnh cho vua nhà Lý. Tại vùng núi Bãi Đính ngày nay, ngài tìm được nhiều loài thuốc mọc tự nhiên khắp một vùng bán sơn địa, nên đặt tên nơi này là Sinh Dược. Trong quá trình tu hành và tìm hiểu cây thuốc nơi đây, ngài đã truyền đạt lại những kinh nghiệm dùng thảo dược, những bài thuốc quý cho người dân thôn Sinh Dược. Nhà nào làm nhiều thì phơi tập trung thành khu lớn, nhà nào làm ít thì cứ túc tắc làm tại gia đình. Kính thưa quý vị, đây là công đoạn phơi thuốc nam của người dân xã Sinh Dược. Khi mà khắp nơi đều có thuốc Tây, thì người dân ở đây vẫn chọn phương pháp dùng thuốc nam để chữa bệnh cho mình. Tất cả các công đoạn ở đây đều là thủ công. Để gìn giữ và phát triển nghề thuốc nam, người dân Sinh Dược đã biến những bài thuốc của mình thành những sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay. Nguyên liệu mà để sử dụng cái này là cái nguyên liệu gốc của địa phương. Ví dụ như cơ sả, sả chanh, rồi cái húng, rồi các cái loại tinh dầu khác ở chúng tôi lấy ở các cái vùng khác. Ví dụ như là cây tràm, đấy thì đưa vào đây và nhiều cái nguyên liệu khác cộng tác với nhau cùng với lại tinh muối thì chúng tôi sẽ sản xuất ra cái loại này. Thì hiện nay là trên thị trường ở miền Bắc họ rất ưa chuộng cái muối ngâm chân này. Nghề thuốc nam ở Sinh Dược hiện không chỉ là bắt mạch kê đơn chữa bệnh mà còn thành lập hợp tác xã. Hợp tác xã Sinh Dược tập trung những người dân thôn Sinh Dược đi đầu trong việc nghiên cứu khôi phục các bài thuốc cổ truyền và ứng dụng thành công trong việc sản xuất các sản phẩm tiện dụng như xà bông, muối ngâm chân, tinh dầu. Sắp tới thì chúng tôi mở rộng cái tuyên truyền làm sao thu hút mở tạo điều kiện để cho hợp tác xã mở rộng cái khu vực để có thể chế xuất ra thêm ra nữa, và từ đó thì tạo điều kiện để thu hút được các nhân lực còn nhàn rỗi trong nhân dân để người ta thu hút và giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân. Đến Sinh Dược ngày hôm nay, chỉ đi trên đường làng cũng thấy sự có mặt của các loại cây thuốc nam. Gìn giữ tinh hoa của nghề thuốc nam và phát triển đúng hướng khiến người dân nơi đây yên tâm gắn bó và phát huy nghề truyền thống.